Thế thì Linh sẽ gửi tặng các bạn khán giả của chương trình Giải trí 24 giờ một đoạn rap trong bài Cô gái ban bên. Đủ trực để nhìn nhau cho thật rõ, đủ tối để thấy khói kia lững lờ, đủ lặng ngay trang sách kia lật dở. Nơi đây quá đủ cho những cả hai mơ mình cùng chia như mảnh không gian này. Anh là thằng nhóc cho nên không mang giày, đầu anh chưa nghĩ quá nhiều điều sâu xa, dối lòng sẽ bị qua bắt dù hâu tha. Thật ra là Linh thì đã đam mê âm nhạc từ rất là nhỏ rồi. Tham gia các hoạt động của trường, của lớp thì những cái đó thì đã tạo cho nên là cái tình yêu âm nhạc nó lớn lên. Sẽ đến lúc anh nói tạm biệt nơi đây. Bắt đầu sang những năm đại học đầu tiên thì Linh đã bắt đầu tìm đến cái thu âm rồi là sáng tác nhạc. Thực sự thì Linh cũng không có lựa chọn cái thể loại cho riêng mình, bởi vì là Linh thích hát và Linh chỉ hát thôi. Linh viết thì Linh cũng viết ra những cái ca khúc về tình yêu, có những ca khúc về những cái kỷ niệm, và đặc biệt là mọi người lại yêu thích cái những cái bài hát về học trò của Linh. Khi vẽ rộn ràng khắp sân trường là hè đến mang theo nỗi buồn hàng ghế đá. Khi mà tham gia Underground, Linh cũng chơi với cả một nhóm bạn, và cũng đến hiện tại thì cũng đã được 7-8 năm rồi. Và đến bây giờ thì có một cái show mà Linh và cùng với các bạn đã tổ chức, gọi là show tử tế mà được tổ chức hàng năm. Nghe như tiếng gió xôn xao trong lòng em, khi hai ta vẫn chưa biết tên nhau, chưa kịp quen. Như năm 2010 thì những cái show đó rất là nhỏ thôi, hát với nhau, hát cho nhau nghe thôi. Qua các năm và dần dần càng về sau này thì đã tổ chức được ở một sân rất là lớn và có đến hàng nghìn khán giả. Thì bên cạnh cái phần ca hát thì Linh cũng rất là thích diễn xuất, và Linh cũng đã từng đóng một vài phim ngắn của bạn Linh trước khi mà Linh đến với Glee Việt Nam. Khi mà nhận lời mời đóng Glee Việt Nam thì Linh cũng đã phải rất là suy nghĩ, bởi vì đây cũng là một cái đây là một bộ phim rất là lớn, và liệu mình có thể làm được không. Vai diễn của mình là phải ngồi xe lăn cả bộ phim, và nói chung là cũng phải vừa hát vừa diễn xuất nữa, thì Linh cũng thấy là cũng là một thử thách đối với mình. Đừng vội vàng, đừng vội vàng, xin đừng trôi mãi, đừng trôi mãi, đi về nơi ấy, nhưng ta luôn có nhau nơi đây. Hiện tại thì Linh đang muốn là có một MV thật là gọi là đỉnh nhất từ trước đến nay của Linh. Và Linh sẽ tạm thời thì chưa bật mí được, bởi vì bài hát này thì Linh cũng đã viết cũng khá là lâu rồi. Và Linh đang ấp ủ có được một cái phần thu âm hoàn chỉnh và một MV lung linh để gửi tặng cho tất cả các bạn khán giả.